Môn bóng bàn trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 năm 2024 vừa diễn ra những nội dung cuối cùng tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Môn bóng bàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Nai năm nay thu hút hầu hết các phòng giáo dục của khối tiểu học và trung học cơ sở, cũng như 16 trường trung học phổ thông tham gia tranh tài từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 3 vừa qua. Có gần 200 em học sinh thi đấu tổng cộng 15 nội dung với chất lượng cao do có sự đầu tư từ trước. Nhìn chung thì các em tham gia thi đấu rất là hăng say, nhiệt huyết, quyết tâm giành thành tích cao nhất cho đơn vị của mình. Trong đó thì nổi bật ở nội dung trung học phổ thông có trường Tân Phú giành 3 huy chương vàng của nữ, trường Nguyễn Hữu Cảnh có giành 2 chương vàng của nam. Còn ở khối trung học cơ sở và tiểu học thì có phòng giáo dục Biên Hòa đang hạng nhất. Kết quả cuối cùng ở khối tiểu học và trung học cơ sở, đứng nhất là Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa với 69 điểm, thứ hai là đơn vị Trảng Bom 65 điểm, kế tiếp là Long Thành 59 điểm. Còn ở khối trung học phổ thông, trường Lê Quý Đôn, phường Long Bình Tân về nhất với 70 điểm, trường Ngô Quyền đứng thứ nhì với 56 điểm và trường Lê Quý Đôn, phường Tân Mai giành hạng 3 với 50 điểm. Sau khi kết thúc giải thì khoảng giữa tháng 4 sẽ tổ chức là giải cụm khu vực dành cho khối trung học cơ sở và tiểu học. Vì vậy thì có khả năng là cuối tháng này sẽ tập trung đội tuyển nam nữ của khối trung học cơ sở và tiểu học trước. Khoảng tháng 5, tháng 6 sau khi tham gia giải khu vực xong thì đội tuyển sẽ chuẩn bị để tập luyện kế hoạch cho đội trung học phổ thông tham gia thi đấu toàn quốc ở hai phòng.